Rồi, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Thì hôm nay thì mình sẽ có cái bài để phân tích cho quý vị và các bạn được xem. Đây là cái khả năng làm việc của các con camera Hikvision đêm có màu, và giữa so sánh giữa con camera đó với con camera thông thường thì sự khác biệt của nhau thì nó sẽ như thế nào. Ở đây, đây là cái vị trí này. Ở đây là cái vị trí mà mình, cái con camera mình sẽ lắp cái con camera có màu. Cái loại này thì nó sẽ có đặc điểm, đó là cái độ nhận sáng được tính bằng nit. Cái loại này nó 0,005, tức là 4 số 0. Còn cái loại thông thường nó chỉ là 0,02 nit thôi. Vậy với cái loại 0,02 nit thì như quý vị và bạn có thể thấy rằng là ở đây này, với cái con này mặc dù là đèn điện ở đây vẫn có nhé, nhưng mà quý vị các bạn có thể nhìn thấy này, bên này nó chỉ là đen trắng thôi, tức là cùng một cái lượng ánh sáng, nhưng mà cái con camera loại này nó cho ánh sáng đi vào rất là nhiều, chính vì thế thì nó đã đang có màu. Còn cái loại này nó cho ánh sáng đi qua rất là ít, và ở đây thì nó sẽ chuyển thành màu đen trắng. Và chút nữa mình sẽ đi xuống thực tế để cho quý vị các bạn cùng xem rằng là cái ở bên ngoài không gian bên này này, là ở đó đấy, lượng ánh sáng nó như nào, để cho quý vị các bạn cùng được hiểu hơn về cái dòng camera ban đêm có màu chống trộm 24 giờ này. Và đây là con cam mà chúng ta nhìn thấy hình ảnh ở trên cái màn hình. Đây là con cam mà soi ra bên ngoài chiếc xe ô tô này, mà ở trên màn hình đó nó là không có màu, mặc dù nó ở rất gần bóng đèn. Khoảng cách giữa con cam này với bóng đèn nó chỉ tầm cỡ 2 mét thôi. Lượng ánh sáng đây cũng khá là nhiều, mà con cam này thì nó đã bật chế độ đèn hồng ngoại ban đêm. Và độ sáng của con này với cái thông số kỹ thuật nó là 0,02 nit, là con cam thông thường. Và 0,02 nit này thì với cái lượng sáng này nó đã phải bật chế độ đèn hồng ngoại lên rồi, và nó chỉ cho kết quả hình ảnh đó là đen trắng thôi. Và đây là cái con cam công nghệ mới, độ sáng của nó là 0,005 nit, tức là 4 số 0. Mặc dù xung quanh ở con cam này khoảng với khoảng cách tầm từ con cam này đi ra 3 đến 5 mét không hề có một bóng điện nào cả. Ở đây là bóng điện rất là xa, nó phải cách đến tầm cỡ phải 5 mét, 5 đến 6 mét, và cái này nó vừa mới bật thôi đó. Với chất lượng của con cam này thì nó cho ánh sáng đi lọt qua nó rất nhiều, mặc dù điều kiện ánh sáng đây rất là ít, mà nó vẫn cho hình ảnh có màu. Tí nữa bây giờ mình sẽ tắt cái bóng đèn đi, thì ở gần con cam này sẽ gần như sẽ không có một bóng đèn nào cả, để xem là khi tắt bóng đèn đi thì liệu rằng con cam này nó sẽ cho hình ảnh có màu hay không. Hãy chờ xem nhé, để bây giờ mình sẽ tắt cái bóng đèn này đi. Đây, tức là khi ở đây nhìn ra con ô tô này đã tối đi rất là nhiều, và ở đây con cam chưa hề bật đèn flash. Và chúng ta sẽ xem hình ảnh ở trên TV, trên cái màn hình kia, xem là có màu hay không nhé. Và đây là kết quả này quý vị và các bạn này. Khi tôi đã tắt cái bóng đèn ở dưới, cái không gian ở phía dưới này, tất cả các con cam này đều chuyển sang chế độ đen trắng hết rồi. Riêng con cam bên ngoài hiện giờ vẫn đang có màu. Đó, màu sắc rất là trung thực và đẹp. Đây chính là điều rất là khác biệt. Và quý vị và các bạn nào mà không có điều kiện mà qua xem trực tiếp thì thông qua video clip này chúng ta có thể thấy được cái chất lượng của các cái sản phẩm cùng là của hãng Hikvision, nhưng mà ở những model khác nhau nó sẽ cho kết quả và chất lượng khác nhau hoàn toàn. Và đó chính là lý do tại sao một cái con cam này nó đắt hơn khá nhiều so với dòng cam phổ thông này. Cam phổ thông này bây giờ nếu mà cái lại dòng cam 20 thì nó chỉ có giá 600 đến 700 ngàn, nhưng riêng con cam này nếu cả thi công lắp đặt vào thì nó lên đến tầm 2,5 triệu theo giá hiện giờ. Đấy, tính trên một mắt cam thôi nhé, còn nếu mà lắp theo cả bộ thì nó là tùy theo lượng dây, ổ cứng, đầu ghi. Và vừa rồi mình đã so sánh cho quý vị và các bạn cùng được biết chất lượng hình ảnh của những cái con cam này. Hy vọng rằng những thông tin đó sẽ giúp ích cho quý vị và các bạn có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm chất lượng tốt, độ ổn định cao, phù hợp với nhu cầu. Nếu quý vị và các bạn thấy rằng là cái video của mình hữu ích thì vui lòng hãy
đăng ký like và chia sẻ giúp mình nhé. Cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.